Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đối với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, nữ mạng, thì con đường học vấn là mối quan tâm hàng đầu bên cạnh sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà trong cuộc sống của người tuổi Ất Dậu không có những khó khăn hay là trắc trở. Xem tử vi cho tuổi Ất Dậu trong năm 2022 Nhâm Dần chính là cách dựa vào hệ thống sao chiếu mệnh, sao hạn và sao chiếu theo năm để dự đoán những khó khăn có thể xảy ra. Cùng với đó, tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 nữ mạng trong năm 2022 này còn giúp cho các bạn biết được những điều kiêng kỵ không nên làm trong năm nay nếu muốn giảm bớt những khó khăn, xua đi những vận rủi. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng, học hành khá tốt, tình duyên chớm nở. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng trong năm Nhâm Dần 2022 được nhận xét là nửa cát nửa hung. Năm nay tuổi không phạm tái tuế, cho nên trên các phương diện cơ bản đều không gặp trở ngại. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Thầy Gia Cát dự báo tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong năm mới 2022 Nhâm Dần được nhận xét là nửa cát nửa hung. Năm nay tuổi không phạm tái tuế, cho nên trên các phương diện cơ bản đều không gặp trở ngại. Cát tinh, tình hình học tập năm 2022 của bạn khá tốt. Cô gái Ất Dậu gặp được hai cát tinh là Tử Vi và Long Đức giúp cho học hành thuận lợi, có nhiều cơ hội được đi thi và đỗ đạt cao. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị cho kỳ thi đại học cũng sẽ nhận được nhiều may mắn và thuận lợi. Hung tinh, tử vi năm 2022 dự báo Ất Dậu gặp Thiên Ách và Chu Tước là hai hung tinh gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và đường tình duyên của bạn. Nhân duyên của bạn không được tốt, ở lứa tuổi này cũng có nhiều vấn đề phát sinh ở tuổi mới lớn, cho nên sẽ có nhiều bực tức, tâm lý cũng sẽ vì hung tinh này mà bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngoài ra, nữ mệnh Ất Dậu năm 2022 chú ý đến sức khỏe của mình, đi ra đường nên cẩn thận, đặc biệt hạn chế đi đêm về hôm, như vậy sẽ không tốt cho các bạn. Bên cạnh đó, những mệnh chủ tuổi Ất Dậu cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để cho vận trình năm Nhâm Dần 2022 được suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Học tập, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo tình hình học tập của bạn nữ trong năm Nhâm Dần là không tồi. Nhờ sự xuất hiện của các tinh Long Đức mà khả năng học tập của các cô nàng Ất Dậu cũng tăng lên không tưởng. Chương trình học tập có phần phức tạp và khó khăn, nhưng sự giúp đỡ của các tinh mà dễ dàng vượt qua, thuận buồm xuôi gió, đạt được kết quả tốt đẹp. Sự ảnh hưởng của các tinh Long Đức khiến cho khả năng tự học của bạn tăng lên đáng kể, có thể gây ấn tượng mạnh với giáo viên và là tiền đề cho kỳ thi đại học trong tương lai. Tình cảm, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo, năm nay các cô nàng của chúng ta sẽ gặp các tinh tử vi. Nó khiến cho quan hệ với người thân trong gia đình của bạn trở nên tốt hơn, hòa hợp, vui vẻ hơn. Nhờ có tử vi tinh chiếu mạng, tử vi năm 2022 tuổi Ất Dậu dự báo, mối quan hệ với bạn bè thầy cô cũng khá tốt, quan hệ ổn định. Tuy nhiên, trong tử vi có Hồng Loan là một ngôi sao chủ về tình duyên. Tuổi Ất Dậu cũng không còn quá nhỏ, nhất là các bạn nữ đang trong lúc trưởng thành thì cũng có thể yêu sớm. Các bậc phụ huynh cũng như là thầy cô không nên dùng bạo lực hay là áp đặt lên trẻ con. Chúng ta phải học cách làm bạn và chia sẻ, lứa tuổi này rất dễ kích động, cho nên cần phải có phương pháp giáo dục hợp lý. Sức khỏe, tử vi năm Nhâm Dần 2022 dự báo, sức khỏe của cô gái Ất Dậu không được tốt, hung tinh Thiên Ách xuất hiện, khiến cho bạn dễ gặp bệnh hay là các tai nạn bất ngờ. Với một cô gái hiếu động như Ất Dậu, bản thân phải biết bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng cần phải là người bảo vệ con cái, tránh để cho các con em của mình đến những nơi nguy hiểm. Bản thân cô gái tuổi Dậu sinh năm 2005 cũng cần phải ý thức và biết bảo vệ tốt cho chính mình. Hãy tập thói quen ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao. Nếu như vậy thì cho dù hung tinh xuất hiện cũng không thể làm hại được bạn. Tử vi từng tháng tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo. Tử vi từng tháng tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích như sau. Tháng 1,
Người tuổi Dậu 17 tuổi có đường tài lộc trong tháng này vô cùng suôn sẻ. Vào dịp mùng 1 Tết, những người tuổi Dậu sinh năm 2005 có cơ hội gặt hái được mọi niềm vui trong cuộc sống như quà Tết từ bạn bè, người thân hay tiền mừng năm mới do người lớn tuổi tặng. Tóm lại, người tuổi Dậu rất dễ lạc quan về sự phát triển của mình trong tháng này. Về cơ bản thì mọi việc đều có thể đạt được và tất cả những điều mình mong muốn đều suôn sẻ. Tháng 2, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo, vào tháng 2 âm lịch, vận trình của bạn có thể giảm sút nghiêm trọng hơn trong tháng này. Mặc dù cô gái tuổi Dậu có thể được nhận bao lì xì vào tháng riêng âm lịch, tuy nhiên vì không biết giữ tiền lại ham muốn tiêu xài quá lớn, nên các bạn thường xuyên tiêu tiền một cách bừa bãi. Vì vậy, dù có nhiều tiền đến mấy cũng dễ phung phí khiến cho tài lộc của bạn giảm sút nhanh chóng. Vì vậy, cô gái tuổi Dậu 17 tuổi nên biết cách tiết kiệm ngân quỹ nhỏ của mình trong tháng này, đừng tiêu tiền tùy tiện, hình thành thói quen tiêu dùng hợp lý, hình thành quan niệm sống lành mạnh và tốt về tiền bạc. Tháng 3, vận trình học tập của những người tuổi Dậu sinh năm 2005 khá tốt trong tháng này, được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Long Đức, những cô gái tuổi Dậu có khả năng học tập vượt trội trong tháng này cũng đạt được thành tích khá cao. Học lực của bạn cũng tiến bộ rất nhiều, bạn có thể đạt được thành tích xuất sắc tương đối trong kỳ thi tháng này, được thầy cô và người lớn tuổi khen ngợi. Tháng 4, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo, vận trình tháng 4 của tuổi Dậu không mấy lạc quan, nhất là sự phát triển của các mối quan hệ giữa các cá nhân trong tháng này. Nữ mệnh Ất Dậu sinh năm 2005 gặp hạn Thanh Minh, những người tuổi Dậu dễ rơi vào trạng thái sa sút, bi quan, tiêu cực trong tháng này, đặc biệt là về tình cảm, dễ bị tác động bởi nhiều năng lượng tiêu cực khiến cho tài vận của bản thân sa sút. Mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn cũng không được tốt, cho nên bạn bè xa lánh, cô gái tuổi Dậu nên điều chỉnh lại trạng thái và tinh thần của mình trong tháng này. Đừng quá bi quan trong mọi việc, nếu cảm thấy chán nản, có thể nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, điều này có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng. Tháng 5, tử vi nữ mệnh Ất Dậu trong tháng 5 âm lịch của năm 2022 có sức khỏe không như ý, cô gái tuổi Dậu gặp tiết Thanh Minh, dễ bị ốm đau hoặc có thể chất khó chịu. Đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa hoặc là bệnh về họng, bạn nên hạn chế ăn các thức ăn sống và lạnh trong tháng này. Tháng 6, tài lộc trong gia đình của người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 ở mức trung bình trong tháng này. Vì tuổi Dậu đang ở tuổi thành niên, cho nên các mối quan hệ với gia đình sẽ có chút nổi loạn, khoảng cách giữa các thế hệ sẽ rõ hơn trong tháng 6 này. Tháng 7, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo, đây là thời điểm các mối quan hệ của bạn sẽ không tốt, sự xuất hiện của Chu Tước khiến cho bạn bị ảnh hưởng, sẽ dễ dàng xúc động. Lứa tuổi 17 tâm lý không ổn định cũng khiến cho các bạn nữ Ất Dậu xảy ra vấn đề với bạn bè. Thời điểm này, hy vọng các cô gái tuổi Dậu sẽ kiềm chế được bản thân mình và khống chế chuyện tình cảm, đừng quá kiêu ngạo. Tháng 8, cô gái tuổi Dậu 17 tuổi có chút sa sút về đường học hành trong tháng này. Vào tháng 8, bị ảnh hưởng bởi thời tiết oi bức cho nên bạn không mấy hứng thú với việc học, thường tỏ ra vô tình hoặc là thiếu tập trung. Đồng thời bạn cũng rất chán học, tháng này không muốn học nữa mà lại ham chơi. Vì vậy, vận may học hành sa sút, học lực của bạn như vậy mà cũng đi xuống theo. Tháng 9, tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2022 nữ mạng dự báo, vận trình của bạn khá tốt trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi tiết khí bạch lộ, có cát tinh chiếu mạng, cho nên các phương diện đều tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng không gặp hung tinh ảnh hưởng, vì vậy mà cuộc sống trong tháng này tương đối ổn định. Tháng 10, xem dự báo tình cảm của cô gái Ất Dậu sinh năm 2005 tương đối tốt trong tháng này. Sự xuất hiện của các tinh tử vi, các mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn, tình cảm với bạn bè cũng tốt hơn. Bạn cũng có rất nhiều người bạn thân thiết và sẵn sàng cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Chuyện tình yêu của cô nàng tuổi Ất Dậu 17 tuổi cũng chuyển sang một trang mới, có nhiều hy vọng hơn. Tháng 11, cô gái tuổi Dậu 17 tuổi có tinh thần khá tốt trong tháng này. Vận trình tổng thể của bạn tương đối lạc quan, làm việc gì cũng rất có động lực, dù làm gì cũng tràn đầy đam mê nhiệt huyết. Cho nên, được năng lượng tích cực giúp đỡ che chở cho đường học hành, cho thấy một tương lai tương đối suôn sẻ và may mắn. Tháng 12, tháng này bạn có thể phải lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, đặc biệt là một số bạn có điểm số không được lý tưởng, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện kết quả học tập của mình. Hãy kiên nhẫn và chăm chỉ học tập. Nếu gặp vấn đề không hiểu, bạn có thể chủ động hỏi bạn học hoặc là giáo viên của mình. Và quan trọng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân bạn nhé. Chúng ta sẽ làm được mà thôi.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm những gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng luôn mong quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!